để làm việc hiệu quả thì đây là bí kíp của mình. SSD di động. Cụ thể hơn thì đây là SanDisk Extreme Portable SSD, một cái mẫu mà nó có tốc độ nâng cao hơn rất nhiều so với những thế hệ trước đây. Thế thì vì sao các bạn cần một cái SSD di động như thế này? Cái thứ nhất là nó sẽ là một nơi để giúp các bạn lưu trữ tất cả những cái file dữ liệu quan trọng phục vụ cho công việc. Thế nên cho dù các bạn làm việc ở máy tính nào đi chăng nữa thì không bao giờ lo thiếu những cái file quan trọng cho chính cái nhu cầu hàng ngày của bạn. Nó có khả năng chống sốc, chống nước, chống bụi. Thế nên tất cả những dữ liệu được lưu phía bên trong cái ổ SSD này đều có thể được bảo đảm một cách an toàn nhất. Chưa kể nữa nha, nó có bảo hành lên tới 5 năm, thế các bạn đủ yên tâm chưa? Ok, và đấy còn chưa kể những cái phụ kiện phía bên trong này, nó sẽ giúp các bạn kết nối tới bất cứ thiết bị máy tính nào, cho dù là cổng C hay cho dù là cổng A, mà vẫn đảm bảo một tốc độ cực kỳ tốt lên tới 1GB một giây. Tiết kiệm thời gian, công việc ổn hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Ok chưa?